Rồi lên tiếp anh em ơi, lên tiếp bán dây chai kiếm tiền uống cà phê ngày mai ăn lễ anh em ơi. À, bán cho anh em 6 cái bình xăng riêng 100 rã xe nội địa về nha. Mấy bình là bình rã xe nội địa về nha anh em. Mình bao với anh em đúng bình rã xe nội địa chưa có xài ở Việt Nam nha. Bình này thì trong 6 cái bình này là 6 cái bình nó lai niu. Có cái bình này á thì nó hình thức bên ngoài cũng lai niu nhưng mà trái ga nó hơi xấu xí thôi, có nghĩa là nó hơi lém. Còn mình bao với anh em là 5 cái bình này là trái ga đẹp long lanh không tì vết, bên trong là siêu đẹp. Đó, thì mình bán 6 cái bình này 1 triệu. Đó, triệu cà phê thôi. Đây. Tất cả là bình trăm nha anh em, bình trăm nè. Tình trạng là len ken xe ben như mới, mấy bình này là anh em về cứ lên xe là vô xăng là chạy thôi nha anh em. Đó. Anh em nếu mà nhìn là biết là mấy cái bình này anh em ở Việt Nam làm gì gặp được mấy cái bình ở hiệu này đúng không? Đó, mấy bình này là lai niu luôn. Em bán 6 bình này giá 1 triệu. Đó. Giá 1 triệu 6 bình nha anh em. Đó, có bình này là chữ Kenhi luôn nè. Mình đã kiểm tra hết rồi, piston ga là đẹp như mới. Anh em nhìn thấy chắc mình là biết nó bình này chưa mới rồi. Mình bán là lô này 6 bình mình bán 1 triệu nha anh em. Đó, 1 triệu thôi. Đó, giá dây chai kiếm cà phê là vậy á. Đó, này cái bình này là có khi mà nhiều anh em bán cái bình này 400-500 ngàn luôn anh em, bình một form này nè, bình này xài đã lắm. Có bình này nó làm đứt hai màu giống trang bình Vin Red nè. Đây. Rồi mình bán 6 bình này 1 triệu nha anh em. Anh em nào xài thì alo mình. Này bình rim 100 về gắn cho mấy xe mà 70, 90, 100, 110 xài được hết nha. Đó.